AG The Doctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hôm nay, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn về các loại bệnh trên cây cà chua và biện pháp phòng trị hiệu quả qua video sau đây nhé. Đầu tiên là về bệnh héo xanh trên cây cà chua. Nguyên nhân thứ nhất là do vi khuẩn tồn tại trong đất, trong tàn dư cây trồng, cỏ dại. Thứ hai là do vi khuẩn lan truyền qua cây giống, gió, nước hoặc côn trùng và thậm chí là qua công cụ chăm sóc tỉa cành. Ở đây vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào vết thương hoặc vết chích của côn trùng ở rễ, thân. Sau khi xâm nhập vào cây thành công, chúng sẽ tấn công vào mạch dẫn làm hư bó mạch, ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển nước và dinh dưỡng dẫn đến héo và chết cây. Vi khuẩn Ranstonia Solanum Smith phát triển nhanh ở nhiệt độ cao, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ C. Về biểu hiện của bệnh. Bệnh héo xanh trên cây cà chua xuất hiện trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Đặc biệt là giai đoạn trưởng thành cây bắt đầu ra nụ, hoa đến hình thành quả non và thu hoạch. Ở giai đoạn cây con, nhiễm bệnh thường làm cho cây, lá cây cà chua héo rũ nhanh chóng, lá héo và gục xuống, cây chết xanh. Do đó, nếu không phát hiện sớm và trị bệnh sẽ ảnh hưởng đến năng suất gieo trồng, thậm chí là chết cây. Cách phòng, trị bệnh. Luân canh cây trồng, vệ sinh ruộng đồng và dọn đẹp tàn dư cây trồng cũ. Chọn giống cây khỏe không nhiễm bệnh, chống chịu bệnh tốt. Lên liếp cao để tránh đọng nước khi có mưa và trong khi tưới tiêu. Không nên trồng dày để tạo diện tích thông thoáng, tránh ẩm đất. Thường xuyên kiểm tra để phát hiện, nhổ bỏ những cây có dấu hiệu nhiễm bệnh và đem tiêu hủy để tránh lây lan. Đối với biện pháp hóa học, ta có thể dùng thuốc CM20VWP để phun xịt, nồng độ và liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Tiếp theo, ta cùng tìm hiểu về bệnh sương mai trên cây cà chua nhé. Loại bệnh này xuất hiện chủ yếu là do vi khuẩn Phytophthora infestans lan truyền qua gió, dòng nước. Bệnh xuất hiện phổ biến vào hai vụ chính là đông và xuân, thời điểm này có thời tiết thích hợp để vi khuẩn phát triển. Bệnh sương mai gây hại trên thân, lá và quả trong điều kiện nhiệt độ thấp và độ ẩm cao. Bệnh làm giảm năng suất của cây, thông thường từ 60 đến 70% năng suất và nặng nhất là sẽ thất thu toàn bộ. Về biểu hiện của bệnh. Vết bệnh khi xuất hiện có màu xanh đậm như úng nước, khi vệt lớn dần sẽ chuyển qua màu nâu đen. Nếu trời ẩm, trên bề mặt vết bệnh sẽ có lớp tơ màu trắng bao phủ, giống lớp sương mai, bệnh nặng sẽ dẫn đến thối nhũng. Và khi thời tiết khô, vết bệnh cũng khô ròn và dễ vỡ. Về cách phòng, trị bệnh. Trồng cây cà chua đúng mùa vụ để cây phát triển mạnh mẽ, tránh nấm, vi khuẩn và sâu bệnh. Luân canh cây trồng, không trồng quá dày và thường xuyên cắt tỉa lá tạo điều kiện thông thoáng. Khi phát hiện bệnh phải cắt bỏ ngay để tránh lây lan. Có thể điều trị bằng cách phun một trong các loại thuốc sau: Mancozeb 80VWP, Fujatec 72VWP, Tridomil 72VWP, Alit 80VWP với nồng độ 0,1 đến 0,4% và phun 7 đến 10 ngày một lần. Tiếp đó, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn về bệnh tháng thư trên cây cà chua. Bệnh là do nấm Coletomyces fomoides gây ra. Bệnh thường xuất hiện vào mùa mưa hoặc ruộng tưới nhiều nước, độ ẩm không khí cao. Vi khuẩn gây bệnh liên kết với nhau làm cho quả bị thối, vỏ khô có màu trắng vàng bẩn. Về dấu hiệu của bệnh. Dấu hiệu của bệnh là những đốm hình tròn ban đầu, úng nước hơi lõm xuống.
sau đó lan ra dần, có đường kính 0,5 đến 0,2 cm, tâm vết bệnh có màu nâu đen, viền màu xám. Trên bề mặt vết bệnh có những đốm nhỏ là đĩa cành của nhóm gây bệnh. Bệnh có thể gây hại trên các chồi non gây hiện tượng thối ngọn, chồi có màu nâu đen. Về cách phòng, trị bệnh. Thu gom và tiêu hủy các quả bệnh để tránh lây lan. Khi xuống giống chọn dòng ít nhiễm bệnh, tránh cho cây ra quả vào mùa mưa. Trồng thưa theo luống tạo sự thông thoáng cho cây trồng. Khi phát hiện ra bệnh tháng thưa trên cây cà chua thì có thể phun trị bệnh bằng một trong các loại thuốc Tridomil gồm 68VG, Copper B75VG, Benlet 50VG, Daconin 75VG, Mancozeb MZ72VG, Cujatet M872VG, Antracon 70VG 0,2-0,4%. Cuối cùng, ta cùng tìm hiểu về bệnh đốm vi khuẩn trên cây cà chua nhé. Nguyên nhân của bệnh là do vi khuẩn Santhomona campesti PV vesicatia gây ra. Vi khuẩn này thường bắt nguồn từ trong hạt giống, cây giống hoặc do đất trồng, tưới nước cho cây không đúng thời điểm. Trong suốt chu kỳ phát triển cây cà chua có thể mắc bệnh này bất kỳ lúc nào. Bệnh thường gây hại trên quả, thân và cả lá làm cho năng suất và chất lượng của quả cà chua bị giảm sút trầm trọng. Về biểu hiện của bệnh. Khi nhiễm bệnh ban đầu sẽ xuất hiện những vết bệnh có màu đen nhạt, dạng nhũn nước và hơi lỏng xuống sau đó lan dần ra nhiều vết liên kết lại thành một vệt to. Bệnh cũng gây hại trên cả thân và lá. Lúc đầu vết bệnh cũng có dấu hiệu tương tự nhưng sau đó sẽ chuyển sang vàng hoặc đen và bị rách sau một vài ngày. Về cách phòng, trị bệnh. Vệ sinh ruộng đồng để tránh các mầm bệnh, ổ vi khuẩn và tuyến trùng hay gặp trên cây cà chua. Tạo luống cao thoát nước tốt vào mùa mưa, tránh tưới nước vào chiều tối đặc biệt là lúc cây đang bệnh. Chọn giống cây khỏe mạnh, bón phân cân đối và đầy đủ hạn chế đạm và tăng lượng kali khi cây bệnh. Phun thuốc khi cây bị bệnh bằng một trong những loại thuốc sau: Casuran 50VG, New Casuran 16,6VG, Casumin 2L, San 20VG với liều lượng 20-30g cc trên 8 lít phun 10 ngày một lần. Agri Doctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.